Những điều thú vị về loài sóc mammoth mà có thể bạn chưa biết. Mammoth hay sóc Himalaya là một loài động vật nhỏ sống chủ yếu ở vùng Bắc Mỹ và Á Âu. Sóc mammoth có kích thước lớn hơn hẳn so với những loài sóc khác. Chúng có thể đạt tới chiều dài 60cm và cân nặng 5kg. Sóc mammoth được biết đến với khả năng đào hang rất tốt. Chúng tạo ra các hệ thống đường hầm phức tạp để tránh sự tấn công của thú săn mồi. Chúng được mô tả như một loài động vật hoạt bát, tinh nghịch và đáng yêu. Đặc biệt, loài này vô cùng thân thiện với con người, nhất là khi được cho ăn. Sóc mammoth có thể gọi cả bầy tới vây quanh bạn. Có nhiều người vẫn hay nhầm lẫn đây là tiếng kêu của sóc mammoth. Nhưng sự thật không phải như vậy, tiếng kêu của chúng vô cùng nhỏ và nghe như tiếng chim hót. Và đó là...